lẽ ai cũng đã từng trải qua một thời cấp sách đến trường thì hẳn không thể nào quên không khí rộn ràng, náo nức của ngày khai giảng năm học mới sau mấy tháng nghỉ hè. Với tôi, ngày khai trường luôn để lại kỷ niệm đẹp, khó có thể mờ phai. Dẫu đôi lúc trước bộn bề mưu sinh, tôi bất chợt lãng quên những kỷ niệm của một thời áo trắng, nhưng khi nhìn lớp trẻ tề tựu tới trường và một ngày khai trường thì ký ức lại ùa về trong tôi, vẫn nguyên vẹn với bao cảm xúc trào dâng lần lần khó tả. Tôi còn nhớ kỷ niệm ngày khai trường đầu tiên trong đời. Đó là một buổi sáng trời thu êm đềm, bầu trời cao trong xanh có ánh nắng vàng tươi. Nép sau lưng mẹ, tôi bước ngại ngùng đến trường. Trường làng quê tôi, nơi mà tôi chập chững đến lớp, nhỏ bé và cũ kỹ, vết tích của chiến tranh để lại trên tường rêu với những vết loang lỗ. Tôi nghe mẹ kể, ngôi trường làng được xây dựng vào những năm 1950-1951, khi tôi chưa sinh ra đời.